Ở đây. Nam mới đếm cho chú xem chỗ này mấy quả nào. Mày cho chú chùm nào ngon ngon để về nè. Đấy anh em ạ, đấy buổi sáng anh em tôi như này. Nhưng mà năm nay bớt ít quá, năm ngoái bớt nhiều lắm. Năm ngoái anh em tôi bớt bằng con đô san kia thì phải gấp 5, gấp 7 lần đây. Lo bảo lo ăn được. Không chú à? Xin mến chào quý vị và các bạn. Đến hẹn lại lên. Cứ mỗi năm một lần, anh em chúng tôi lại tổ chức cái công cuộc dùng máy xúc đi bắt sấu. Năm nay khác với mọi năm. Mọi năm thì mình dùng con DX55 của mình hoặc là con DX140 để đi bắt sấu. Nhưng năm nay thì anh em chúng tôi lại dùng em Hyundai 140 này đi để vặt những quả sấu tươi, những quả sấu ngon của đầu mùa các bạn ạ. Mỗi người thì sẽ có một cách ăn chua khác nhau. Người thì thích ăn sấu, người thì thích ăn me, người thì thích ăn chanh. Mỗi loại quả thì nó sẽ có một vị chua khác nhau. Mỗi loại quả thì nó sẽ có một vị ngon khác nhau. Sấu thì có thể luộc rau này. Và có một món rất là nổi tiếng, đó chính là món vịt om sấu. Đấy. Và hôm nay thì trong cái lúc thời gian chờ đợi, trong cái thời gian mà rảnh rỗi không có việc gì làm thì anh em chúng tôi lại đưa máy đi để bắt sấu đây. Tiền sấu thì không đáng bao nhiêu nhưng mà tiền dầu lại tốn hơn các bác ạ. Đấy, sấu đầu mùa thì rơi vào 50.000 một cân nhưng mà con máy này đi làm nó tới 550-600.000 một giờ đấy các bác ạ. Đấy, nhưng mà vì đam mê, vì chất chơi nên anh em chúng tôi sẽ dùng con này đi để bắt sấu. Sấu bây giờ thì đang vào mùa rất là nhiều rồi các bạn ạ. Người ta mất tiền đi mua, còn mình thì chỉ mất công đánh máy đi bớt thôi. Bây giờ anh em tôi sẽ kiếm cây sấu nào gần đây nhất để tiến hành bắt các bác ạ. Năm ngoái thì anh em tôi bắt được cả tạ sấu đấy. Chẳng qua là để ăn chứ còn nếu mà để bán thì cũng có công đấy các bác chứ đừng có đùa. Đấy, đi đầu ben vào để kích ben lên cho nó cao thì mình mới bắt được nhiều. Bình thường nếu như chúng ta bắt sấu ấy thì phải dùng que, dùng cây, dùng cối cao để giật. Nhưng mà giật như vậy thì rất là lâu mới bắt được một quả sấu. Nhưng mà mình có máy ấy thì sẽ lắp ngược gầu hoặc là để gầu như nguyên bản cũng được. Nâng máy một phát, nâng đến tận ngọn thì có thể bắt sạch sấu. Và một cái điều đặc biệt ấy, tất cả các cây ăn quả bắt buộc chúng ta phải bẻ quả đi thì năm sau nó mới có nhiều quả. Những cái cây sấu mà năm ngoái anh em chúng tôi bắt ấy thì năm nay nó cực kỳ sai quả. Còn nhà nào mà có cây sấu ấy mà không cho người ta bẻ đi hoặc là không bắt đi thì năm nay không có quả nào các bạn. Đấy, như cây sấu trước mặt các bạn đây này. Cây này thì năm ngoái không được bẻ, năm nay nó chỉ lưa thưa vài quả thôi. Còn cái cây mà năm ngoái anh em chúng tôi bẻ thì nó lại cực kỳ nhiều quả các bạn ạ. Để có thể bắt được những quả sấu thì anh em tôi sẽ đảo cái gầu này ngược lại để giúp cho cái người đứng bắt được an toàn hơn. Và đây, đây là cây sấu mà anh em chúng tôi nhắm tới. Cây này thì năm ngoái không được bắt nên năm nay quả rất là thưa. Đây, không có nhiều quả đâu. Nhưng mà thôi thì bắt được quả nào thì bắt thôi. Đấy, quả rất là to này. Ít quá, cây này ít xấu quá.
không vặt thì kiểu gì là bé ít. Và đại diện cho buổi vặt xấu ngày hôm nay là anh Toan đến từ mảnh đất Hải Bối các bác ạ. Đấy, em Hyundai này đảm nhận chức vụ là một cái cầu thang để giúp cho người vặt xấu được dễ dàng hơn. Đấy, những quả xấu tươi ngon, những quả xấu đầu mùa đang được anh Toan bớt xuống này. Năm nào cũng thế, cứ đến cái lúc mà anh em chúng tôi vặt xấu thì trời tiết nó rất là nắng. À, nắng cũng đúng thôi, chỉ có mùa hè mới có xấu thôi, chứ còn mùa đông kia thì làm gì có xấu mà vặt. Vặt không được thì cưa cả cây đi anh ạ. Bình thường một cây xấu này mà dùng thang hoặc dùng que thì phải bất vài tiếng hết, nhưng mà dùng máy này chỉ tầm tiếng, nửa tiếng là xong các bạn ạ. Đưa đến tận ngọn, đưa đến tận nơi luôn. Bất xấu thì bất đi, cứ nhìn thấy gì. Theo em là chỉ làm cái dao thì làm cả cành về cây bên trên nhiều hơn. Đây cái chỗ kia còn chưa bắt hết kìa. Anh em nào mua xấu thì đến đây nhá, bán rẻ luôn, bán tại cây tại vườn. Đây ngay tay có 4 quả kìa, 3 quả kìa. Trên cao đấy, du lịch gọi là không mất tiền mất phí rồi. Đấy, chúng ta sẽ từ từ và những quả sấu thơm ngon sắp được bớt xuống. Ông thấy ăn chơi không? Bây giờ bất xấu người ta dùng máy chứ ai bất xấu dùng tay nữa. Đấy, ăn chơi thì như thế đấy. Công đằng đấy còn đang nhiều mà, bất phải bất hết đi đã xong mới lên trên chứ. Bất lần lượt tí nữa lại không có mà bất. Gạch gì tầm này đang bất xấu. Nhà bao việc. Nhanh về đi xúc cát đất. Đấy, cành đấy nhiều đấy anh, trên nóc anh kéo cả cành đấy xuống nhiều. Đấy, sấu này là sấu hái từ tận ngọn, bán rất là sạch. Sấu chưa hề rơi chạm đất luôn các bác nha. 100.000 là cũng nên mua. Không quá khó để có thể bớt được đầy một gầu sấu. Dùng cây, dùng que, dùng xào, dùng tất cả các thể loại dùng cũng không thể nào bằng máy xúc được. Đấy, đứng một phát lên trên tận ngọn, mình có thể hái xuống. Đấy, mùa này lại có sấu ăn được các bạn ạ. Ngày hôm nay thì tranh thủ có sấu thì chiều nay về lại phải làm con vịt để om rồi. Đây, một gầu sấu này, sấu tầm này quả đang rất là to này. Cái loại này về ngâm mắm, ngâm muối, ngâm các thể loại thì đảm bảo nó ngon luôn. Đây, mình sẽ phải quặng cái gầu ngược lại như thế này để cái trường hợp đi đường nó đổ nó rơi mất phí đi. Đấy, sắp sửa một sấu ăn rồi. Đấy, đây một gầu sấu luôn.
năm ngoái thì mình mà mình bắt thì được nhiều hơn bây giờ như này. Như này thì hiện tại thì đang ít, không có nhiều. Đây, xấu lên. Rồi, và ngay sau khi đã nhặt được một gầu sấu to thì bây giờ mình sẽ di chuyển máy về. Đấy. Ông anh thì ông có việc nên ông về trước rồi, mình lại đảm nhận cái chức vụ là đánh con này về. Lâu lắm rồi mới lái lại cái dòng Hyundai này các bạn. Con này rất là ngon luôn. Điều hòa vẫn còn đầy đủ. Nếu con này thích thì có thể chuyển số ở đây được. Đấy, chuyển số ở đây đều được hết. Mùa này thì chỉ cần những con máy có điều hòa thôi. Và mùa này thì lại rất là cần những nồi canh chua. Đây là đường D. Từ cái chỗ bắt sấu mà về nhà gần không thôi, nó chỉ khoảng mấy trăm mét. Trên cũng được, đi đường dưới đều được. Mình đang chạy lưu diêu nha, chạy có 1.200 rồi, muốn chạy nhanh hơn tí nữa cũng đều được hết, nhanh thêm tí thì đạt thêm ga. Đấy, bất xấu ai ai cũng đi ngang qua bảo ấy, bất này có đủ tiền giàu không, ăn chơi thế mà giá mấy xúc thì bất xấu mới chịu. Đây, xuống cái dốc này nữa là tới nhà. Dốc cần phải phanh như thế.
đây là thành quả suốt buổi sáng của anh em chúng tôi. Nào, anh giới thiệu nào. Anh Cường, Cường cổ điển. Tôi tên là Hữu Lam. Nào, bỏ cái lá này xuống thế nào. Nam mày chào chú chưa? Nào ơi, quay mặt đây nào. Vặt xong kia kiểm tra kỹ rồi nhá. Để cho tôi 2 cân xấu đi. Đưa tiền luôn. Cân được 2 cân lên. Bây giờ giá xấu ngoài chợ đang là 50.000 cân. Ý 50.000 à, cho anh em lấy rẻ 45.000 thôi. Ông đi kiếm đâu cho tôi 50.000 cân này. Thế anh vặt đi em đi bán nhá. 20.000 cân không phải phép đâu, bây giờ nó còn gọt hết vỏ. Bóc sạch cho. Ông đó lạo vỏ. Mang tận nhà. Ông. Hay mang tận giường. Mang tận nhà ship nữa thêm 20.000. Nhà Nam có đi ship không? Mai tao cho mày đi ship. Ship luôn. Ngồi vặt cho nó đàng hoàng, thế là vặt được quả như kiểu lấy công ấy. Nói thế thì tôi vặt tốt thế này, nó vặt thì làm vặt này. Nam mình ngồi hẳn vào trong gầu ấy, chui trong gầu cho nó mát. Ê, ngồi vào đây. Nam mà lên vặt thì vặt nhiều lắm, mình cũng sợ vặt được. Gầu to thì mình vẫn sợ. Mình cũng không đứng. Đảo ngược rồi mình vẫn sợ. Mình cũng ngồi thôi. Ngồi với trên đầu vẫn còn đầy ấy, nhưng mà thôi. Có mạnh lại mua ấy à? Lại mua cả kho. Em mua mèo đấy. Đây, xấu đầu mùa đây, chưa quả nè. Quả này bé quá, đưa quả nào đẹp đẹp tí. Đây. Đây là chùm này được 5 quả. Cái gì đấy? Xấu lắm. Thôi, thôi. Ngứa lắm. Có bao cân sâu rồi. Con lấy rửa, con lấy. Đâu, đừng xoa rồi. Và lấy nước rửa hoặc là lấy xà phòng, lấy băng dính lột ra. Hoặc đái vào. Ở đây. Nam mới đếm với chú là chỗ này mấy quả nào. Mày cho chú chùm nào ngon ngon để về nè. Đấy anh em ạ, à, đấy. Buổi sáng anh em tôi như này. Nhưng mà năm nay bất ít quá, năm ngoái bất nhiều lắm. Năm ngoái anh em tôi bất bằng con đô san kia thì phải gấp 5 gấp 7 lần đây, chỗ này đây toàn lá là nhiều chứ còn xấu thì bao nhiêu đâu. Này. Đâu cho thêm chùm nữa, chùm nào đẹp đẹp nào. Đây Nam ơi, chùm đằng kia kìa, góc kia kìa. Đây góc. Đây chùm đấy nhiều quả này, đây. Đây các bạn này. Xấu ngon chưa? Đống lá mới được có vài quả, chục quả trên đây. Đây này. À đống lá mới được có vài ngày quả này. Đấy, xấu này. Đây, xấu đây. 5 quả, 6 quả. Một chùm. Lấy mấy cái chú góng nha. Anh lấy không mày ơi? Thôi các anh lấy đi, thừa thì lấy, thiếu thôi. Nhiều mẹ, thừa ít, thừa ít thì đéo mà thừa. Em thừa được. Em bất thì lúc nào chả được mà, cho thì lấy thì chứ cả. Sạch rồi đây, tay cháu nó đấy. Sạch rồi. Sẽ đeo lên vặt lúc nữa em sợ độ cao đó nó vặt nữa. Mới cho vặt được tí đã sợ rồi. Này Nam ơi. Đống luôn. Dọn ra bên nhé, để dọn về nào. Nhà Nam nhặt nốt xấu để về nhá. Khoan vào nhặt xấu đây. Tức là em không ăn thì em không nhặt đúng không? Không ăn. Không ăn là không nhặt đúng không? Nhà em trồng ở dưới bờ đê đầy thức ăn thì cứ được đi bằng sống tươi. Đây là một bao các bạn này. Những quả xấu tươi ngon đầu mùa. Ngon, Nam ăn thử. Nam vừa ăn thử quả ngọt này là chín rồi. Ăn đi. Nghe. Quả xanh vẫn được. Đầy như mới thử ăn thế nào, ăn được không? Mới thử ăn hết một quả không, ăn được không? Xui dại cháu, anh chả ăn đi. Lo bảo lo ăn được. Không chua à? Không, nhưng mà chua thật đấy. Cái này là cháy nắng thôi chứ không phải là nó chín đâu. Quả này đã chín làm sao được.
ăn ngọt thế. Đây là thưởng thức sấu đầu mùa tại nơi tại chỗ luôn. Trời chua quá. Cũng được chục cân nhỉ anh nhỉ? Sấu to chục cân đấy. Đây anh em nào có nhu cầu mua sấu thì liên hệ bọn em nha. Đây ra tại đây luôn, bán cả người cả máy cả sấu luôn, tất tật luôn, mua gì bán đấy. Đấy, lá này cũng bán luôn, nói chung ở đây cứ mua gì bán đấy, bán cả cu lam luôn. Năm 50.000 cân, người thì bán rẻ hơn. Tiếp ăn quả sấu vào choáng à? Choáng gì? Lại làm quả nữa đi. Quán gì đây? Đấy, một đội máy, đội quân nguyên máy các bạn này. Đấy, anh em có nhu cầu review về con nào thì comment ở dưới nha. Bất xấu nhưng mà review máy luôn. Đấy, rất là nhiều máy ở xưởng ở bãi các bạn này. Rồi, video của em hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.